Đây là con đường bê tông mà nó dẫn ngay vô trong cái miếng xào của mình. Và ở trước cái đường này là đường 28. Đi thẳng hết con bê tông này thì sẽ là vào đất luôn. Và đây là đất. Ở trước mặt đất thì nó có một con ao. Cái ao này nước đồ là quanh năm đầy đủ. Ai mà muốn mua đất này để mà trồng cây ăn trái dừa hay là mít xoài, cóc ổi gì đó thì trồng rất là ok, nước quanh năm luôn. Người dân ở đây người ta nói là nước quanh năm luôn. Đường thì xe tải vô tới tận đất luôn. Cho nên yên tâm. Giá ở đây thì hiện nay chủ đang giao là 230. Muốn bớt thương lượng gì thì cứ gặp trực tiếp chủ luôn rồi nó xin giá.